xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip liên quan đến bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam nha mọi người. Yeah. Thì một cạnh mình đây đó chính là Hiếu Béo. Và không biết Hiếu Béo hôm trước có xem đội tuyển Việt Nam vs UAE không nhỉ? Tôi có. Thì không biết là Hiếu Béo có cảm nhận là ai là cầu thủ xuất sắc nhất là trận đấu đấy không? Tôi nghĩ là tất cả các cầu thủ tất cả các cầu thủ trên sân đều rất là cố gắng để cống hiến cho người hâm mộ xem đúng không? Đúng. Nhưng tôi bật mí một điều với Béo này, một điều này khá là đặc biệt đấy, thì có một người hùng thầm lặng mọi người ạ, một người hùng thầm lặng mà mình ở đây thì có là anh ấy đã đạt danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu giữa Việt Nam và UAE. Không biết Hiếu Béo đã nghe đến đấy thì Hiếu Béo đã biết chưa? Anh à? Đó là anh Trần Minh Vương đấy mọi người ạ. Thì đấy anh Trần Minh Vương thì cũng đã rất là cố gắng nỗ lực để lên tuyển Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Mình nhớ có một câu nói của anh Minh Vương là lên chỉ cần cố gắng lên tuyển thôi, ngồi dự bị cũng được đúng không? Và chắt chiu từng cơ hội thì trận Việt Nam và UE thì anh Minh Vương đã được vào sân và anh cũng đã tỏa sáng đúng không? Đúng có rồi. Một đường kiến tạo cho Tiến Linh và chính mình đã có một bàn thắng luôn. Đúng rồi, anh số 11. Ừ đúng rồi. Lần đầu tiên tôi anh thấy anh ấy lên tuyển là mấy năm trước nhỉ? Mình nghĩ là 3 hay 4 năm trước ấy đúng không? Đúng rồi. À lúc ấy tôi còn tưởng là anh Minh Vương mà U40 ấy. U40. À Minh Vương ca sĩ. Minh Vương ca sĩ anh ạ. Hát với chị Hương Ly. À. Thì hôm nay mình sẽ làm một điều rất là đặc biệt với Hiếu Béo và với anh Minh Vương luôn. Thì không biết Hiếu Béo còn nhớ giữa trận đội tuyển Việt Nam vs Hàn Quốc vào khoảng gần 3 năm nay không? À tôi nhớ. 3 năm nay tôi nhớ Minh Vương đã đá với trận Hàn Quốc và ghi bàn. Thì trận đấy thì đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số là 3-1 và anh Minh Vương đã được tung vào sân ở hiệp 2 mọi người ạ. Thì sau quả đấy anh Minh Vương có một pha sút phạt rất là đẹp luôn. Đây bây giờ mình sẽ để lại cho mọi người xem cái pha lại sút phạt của anh Minh Vương nhá. Ok. Ok. Mọi người ạ, bây giờ mình sẽ bấm lại và cho mọi người xem cái siêu phẩm của anh Minh Vương vào lưới nhá. Ok. Siêu phẩm rất đáng nhớ tại V-League 2018. Minh Vương vào. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-3. Anh thủ môn này của Hàn Quốc là đã từng đi dự World Cup với cả bắt được World Cup đúng không? Bắt đẩy bao nhiêu quả của... công nhận là của đội tuyển Đức đúng không? Của Đức có một quả đánh đầu ấy, xong rồi anh ấy đẩy ra. Wow. Đúng không? Của một thủ môn đẳng cấp thế giới mà vẫn bị Minh Vương ghi bàn. Nói chung là quả đấy rất là đẹp đúng không mọi người? Đúng rồi. Thì hôm nay mình cả Hiếu Béo sẽ làm một cái clip mà tái hiện lại siêu phẩm đá phạt của anh Minh Vương nhá. Thì tại vì hôm nay bọn mình có mỗi 2 người thôi ấy, nên là không có ai làm hàng rào mọi người ạ. Nên là chắc là anh mình sẽ phải kê cái gôn ở đây vào đây để làm hàng rào nhá. Ok, và sẽ hôm nay bọn mình không có ai quay nè, nên bọn mình phải đặt chân quay ấy nè. Góc quay nó có để hơi thấp một chút nên là các bạn thông cảm nói chung với cả Hiếu Béo nhá. Ok. Thế hôm sau bọn mình sẽ cố gắng có thật là nhiều người tham gia clip hơn. Ok, bây giờ thì cùng kê gôn và tái hiện siêu phẩm của anh Minh Vương thôi. Yeah. Ok mọi người, vậy là mình cả Hiếu Béo đã xếp gôn xong rồi. Không biết ở đây mọi người có nhìn thấy cái gôn nó không? Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem rồi mình sẽ ra đây đặt góc nhá. Tại vì bọn mình chỉ có 2 người thôi mà, nên là làm gì nó cũng rất là khó mọi người ạ. Nên là với clip này nó không được hay cho lắm nên mọi người thông cảm cho bọn mình nhá. Đây Hiếu Béo đây. Và trước đây là những người gọi là gì nhỉ? Là chắn thép. Đây cách không thành. Cách không thành cũng khá là xa mọi người ạ. Cũng không gần đâu. Đây là Son Heo Gôn. Ok. Thì bây giờ bọn mình sẽ vào 3 lần sút nhá. Mọi người sẽ có 3 lần sút và mình sẽ là người sút đầu tiên luôn. Mình sẽ phải căn góc như nào mà cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy nhá. Ok, mọi người cùng chờ đón nào. Và bây giờ sẽ là lần sút đầu tiên của Duy Trung. Và Hiếu Béo vẫn đang khởi động mọi người ạ. Khởi động đi. Và mỗi người sẽ có 3 lần sút. Và bọn mình sẽ sút liền nhau luôn nhá. Mỗi người sẽ sút 3 lần luôn. Đỡ bị đổi so le, bọn mình chạy lên chạy xuống nhá. Mỗi người sẽ có 3 lần sút liền luôn. Và bây giờ sẽ là lần sút đầu tiên cover siêu phẩm của Minh Vương đá phạt vào lưới đội tuyển Hàn Quốc. Lượt đầu tiên của Duy Trung. Bắt đầu. Vào xanh ngang rồi. Không biết các bạn có thể nhìn thấy quả đấy không nhỉ? Bóng đã vào xanh ngang. Sau lượt sút đầu tiên của Duy Trung thì có vẻ là xanh ngang không mỉm cười với Duy Trung mọi người ạ.
Thì mình xin phép mọi người là ở sân bóng hiện tại thì có mỗi mình cả Hiếu Béo thôi ấy, nên là mình xin phép mọi người là mình cởi khẩu trang nhá. Tại vì lúc mà bọn mình đá ấy, thì mồ hôi các thứ nó ra rất là ướt át, và mình đeo khẩu trang vào thì nó rất là bí, với cả mồ hôi dài nó sẽ bị ướt đi mọi người ạ. Nên là mình xin phép mọi người mình tháo khẩu trang cho thoáng nhá. Và bây giờ sẽ là lần sút thứ hai của Duy Trung này. Lần này thì mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, chắc chắn luôn. Mọi người cùng đón xem nhá. Lần hai của Duy Trung. Sao đang chơi Hiếu Béo? Ok. Lần sút thứ hai của Duy Trung. Quay trời ơi. Thật không thể tin được, cùng xem lại nào. Không thể tin được mọi người ơi. Lần sút thứ hai này thì cũng chút sang ngang rồi mọi người ạ. Vậy lực chân của mình hiện tại thì nó đang khá là xoáy với cả khá là mạnh, và nó đã không đi theo đúng ý mình muốn. Chân nữa là chân, nhưng mà vào sà ngang cay. Hai lượt đi cũng đều vào sà ngang rồi. Tiếc quá mọi người ơi. Nhờ không sao đúng không? Đúng rồi. Càng không vào thì chúng ta càng phải cố gắng hơn. Và bây giờ cũng chỉ là lần sút thứ hai thôi. Mình vẫn còn lần sút thứ ba nữa mà. Lần sút thứ ba vẫn đang chờ đón mình, nên là mình sẽ phải cố gắng hơn ở lần sút thứ ba này. Hoàn thiện hơn. Ok. Yeah. Cố gắng nhá. Yeah. Ok, bây giờ sẽ là lần sút thứ ba của Duy Trung. Và bây giờ sẽ là lần sút thứ ba của Duy Trung. Mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Tin mình. Oh my god! Wow! Wow! Yeah! Mọi người ơi! Một cú sút hoàn hảo! À không! Không phải là hoàn hảo! Mình không biết có là có hoàn hảo hay không, mọi người có thể comment nhá! Nhưng mà theo mình thấy thì đấy là một cú sút đẹp nhất! Lượt sút đầu tiên của mình, và lượt sút thứ hai thì đây chắc chắn là lượt sút đẹp nhất rồi đúng không? Hai lượt sút đầu tiên có vẻ hình như là đã chạm may, chạy chạm tay tôi, nhưng mà quả thứ ba thì tôi không thể làm gì được mày. À mọi người ạ, à, ở đây thì có mỗi mình cả Hiếu Béo thôi. Một người thì sút, một người thì bắt, và một cái máy quay đang ở đây nên là nó không thể di chuyển, máy quay không thể có chân để di chuyển cho các bạn xem được, nên là các bạn thông cảm cho mình với cả Hiếu Béo nhá. Okay. Còn mình vẫn sẽ cố gắng hơn, và bây giờ sẽ là ba lần sút của Hiếu Béo đúng không? Cố gắng nào Hiếu Béo. Yes. Tự tin lên. Yeah. Tự tin nào Hiếu Béo. Yeah. Ok mọi người, bây giờ sẽ là ba lần sút của Hiếu Béo, và mình sẽ là người bắt gôn. Cố lên nào Hiếu Béo. Yeah. Cố lên Hiếu Béo. Yes. Thì sau lần đầu tiên không? Quả đấy tự nhiên anh còn đi. Thì quả đấy hàng rào đã nhảy lên trúng đầu. Wow. Đấy mọi người à, vui vui thôi, thì lần của Hiếu Béo này cũng khá là chuẩn xác rồi. Thì là cố lên là lần thứ hai đó. Ok. Ok, bây giờ sẽ lần thứ hai của tôi. Yeah, ok, đây là một siêu phẩm từ trước đến giờ trong sự nghiệp đá bóng tôi anh em ạ. Đẹp phai thưởng luôn. Duy Trung. Wow, quả thật không thể tin nổi. Một người bắt gôn như Hiếu Béo mà có thể lập được một siêu phẩm để đời trong lịch sử đúng không? Mình không tưởng là Hiếu Béo sẽ giúp vào quả đấy đâu. Yeah. Với cả gôn to quá, mình cũng không phải là một vận động viên thủ môn chuyên nghiệp đấy nè. Mình cũng đang cố gắng xoải hết chân ra rồi mà không thể làm gì được mọi người ạ. Một cú sút này của Hiếu Béo nói chung mà mọi người chấm mấy điểm, nhưng mà mình chấm 100 điểm, 10 điểm, 1000 điểm. Yeah, ok. Cảm ơn Duy Trung. Và bây giờ Hiếu Béo vẫn sẽ còn lượt sút thứ 3 nữa. Lượt sút thứ 3 này mình sẽ cố gắng bay người này. Tuy mình không phải thủ môn chuyên nghiệp, nhưng mà mình sẽ cố gắng bay người, hy sinh. Thứ ba đã vào anh em ạ. Và cú sút này đẹp hơn cú sút trước, đẹp nhất trong sự nghiệp mình quả vừa lấy chơi gì luôn anh em ạ. Duy Trung. Chúc mừng cho Hiếu Béo đã có một pha siêu phẩm để đời. Yeah, bắt tay gái. Nhưng mà thật sự Hiếu Béo đi quả lấy là siêu phẩm đúng không? Nhưng tôi tặng ông cái này này. Ông cái này cho các bạn xem.
Cái nịt. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Đấy, Hiểu Béo xúc vào nhưng mà chỉ còn cái nịt thôi. Cái nịt thôi anh em ạ. Mệt không Hiểu Béo? Mệt thầy em. Ngồi đây luôn nha. Ok. Ok, ngồi xuống luôn. Ok mọi người, vậy là mình cả Hiểu Béo vừa thực hiện xong một màn tái hiện cover siêu phẩm của anh Minh Vương vào lưới Hàn Quốc. Cả ba thằng thì cũng rất là mệt. À cả hai thằng nữa. Ba thằng nữa, bởi vì cả anh thằng máy quay, thằng đang quay. Đúng rồi. Thằng đang quay không có ai, đấy là cái máy quay thôi. Đấy. Nó phải chống khá nó mệt luôn anh em. Đấy, còn thứ ba của Hiểu Béo thì mình đã cố gắng có nhoài người ra rồi. Cố gắng bắt rồi. Nhưng mà thực sự là Hiểu Béo quả đấy sút cao quá, bổng quá. Giống anh Minh Vương quá mà mình không thể làm gì được mọi người ạ. Ồ. Quả đẹp nhất trong sự nghiệp của mình luôn anh em. Thế quả thứ hai với quả thứ ba thì quả nào là quả đẹp nhất trong sự nghiệp của Hiểu Béo? Tôi nghĩ là quả thứ ba luôn anh. Quả thứ ba mới là phá lập kỷ lục quả thứ hai đúng không? Đúng rồi. Ok mọi người, vậy là video cover của mình cả Hiểu Béo đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn nào thấy hay cho mình một like, một share, một subscribe, một đăng ký kênh. Okay. Các bạn cùng ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam đi tiếp ở trong vòng 3 và sẽ lập lại những kỷ lục tiếp theo nhá. Có thể thắng Hàn Quốc lại thắng Nhật Bản luôn đúng không? Lúc này anh em tha hồ có tái siêu phẩm luôn đúng rồi. Lúc đấy mà Việt Nam mà thắng Hàn Quốc, thắng Nhật Bản thì vào vòng vào cái lượt World Cup năm 2022 ở bên Qatar thì chúng sẽ nhưng mà chúng sẽ làm gì? Sẽ bán kênh YouTube. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tức là ai? Thế ví dụ mà đá sân nhà Việt Nam thì chúng ta sẽ làm gì? Mua vé và đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam thôi. Mình nghĩ là khi mà ví dụ mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận đấu cuối mà được vào vòng chung kết World Cup thì chắc chắn là sân vận động Mỹ Đình sẽ nổ tung luôn anh em ạ. Thì chắc chắn là cả người dân Việt Nam sẽ nổ tung luôn. Đây cũng là một là kỷ lục mà lịch sử mà Việt Nam mình chưa bao giờ làm được. Ôi đúng không? Đấy mọi người ạ, thì các bạn cũng ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam này, cũng ủng hộ những cá nhân anh Minh Vương. Bạn nào là fan của anh Minh Vương thì comment ở phía dưới nhá. Yeah. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà các bạn nào thích cho mình một like, một share, một subscribe, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì bye bye mọi người. Bye.